Âm thanh kéo kéo xin chào các bạn và các anh chị nha. Hôm nay em test cái mixer Denecord CMS 600. Mixer này đánh lực lắm quá các bạn ơi. Mới đẩy hơi hơi mà lực vậy đó. Lực hơn lúc trước mình xài dân cơ nhiều luôn á. Để em đẩy thêm lên chút xíu nữa cho các bạn sẽ nghe thử ha. Mới đẩy lên chút xíu mà lên thì đó. Cũng là cái quản lý nguồn ATA8 Migo AT880F. DBS 227 là với lọc 2231. Cái này em xài có một men nè, men AT1600. Lúc trước cái này full em đi 2 giờ, súp thì em đánh 3 giờ mới có lực. Cái này em giảm, này vua em đi 1 giờ, shop em đi 2 giờ mà đánh ra nó cũng lực hơn lúc trước, tiếng shop nó tròn hơn. Cái mixer này mạnh quá. Để em đẩy lên chút xíu nữa. Cái tiếng Migo cho các bạn nghe thử. Đẩy vừa thôi, đẩy lên phím số 0 rồi nó hú banh nhà luôn. Đẩy không được. Đẩy tới mức 15 à. Alo, alo, alo. Cái này là mic cô, chưa có echo. Chưa gì quạt luôn. Alo, alo. Một hai anh chút xíu gì bà tên à. Một hai bốn alo. Một hai hai ba bốn năm sáu bớt cái nhạc đây. Alo. Một hai ba bốn năm sáu hai bốn. Alo, 1, 2, 3. Kéo quỳ bạch xuống, đẩy cô lên. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Em chọn lại cái, đẩy cô có quỳ bạch luôn. 1, 2, 3. 1, 2, cách lo khoảng 4 mét nha các bạn. Chứ nhầm cái clip thấy có anh em ôm lo hát không hú, em lại gần cái lo nó hú banh cái lo luôn, không dám lại gần. 1, 2, 4. Kéo xuống đi. Lòng cùng linh
anh đánh gà tròn lắm các bạn, rất là lịch. Cuối năm trời lạnh gió đông, mười lăm hôm nghỉ phép là cả đêm tiên. Để em bấm cái thông số chỉnh lên cho các bạn, các anh chị xem ha. FX1 delay của Reward em là 100, Rebeat thì em để 88. Cái này cái gì không biết em luôn. Em dặn về số 0. Lo cắt thì em cắt tần số 115 Hz. Chép của Reward thì em để 12 kg, để 10 kg tối quá à. Em để cho 12 kg luôn. Rồi để nè, FX2 delay, delay thì em để 200. Cái dưới thì em để 60 nè, lau cắt thì em cắt 115 Hz, chứ chép của Eco thì em để 12 kg. Giảm thì nó tối lắm các bạn, không có giảm được, sáng sáng vậy hát mới nhẹ được. Lúc trước thì nó hú, lúc hổm em test thử nó hú. Giờ em cắt cái lọc này thêm một mớ, cắt giải 4 kg nè, 4 kg với 2,5 kg với 1,6 kg, em tăng 2 cần cuối này lên, như cắt cái này tăng cái kia lên, cắt gấp vừa thôi nghe, chứ cắt đừng lạm dụng, cắt quá là nặng lắm à, tiếng tối hù hát không nổi không. Chứ lọc 2231 em cũng cắt mà cũng cắt ít thôi, cắt từ một mất à, một mất hơn một mất thôi, chứ các bạn mà cắt sâu quá là rồi tiếng nó tối hù à, mình hát nó nặng. Bởi vì không dám cắt nhiều, cắt vừa phải thôi, tại vì mình hát mình đâu có đứng cách lo gần đâu. Setup mà cỡ 4 mét mà nó không hú là thấy ok lắm rồi. Chứ ai đâu mà hát mà lại ôm cái lo mình mà đứng đó mà hát không. Dạ. Kéo cái này xuống. Tại cái này lên. Test tiếng mic lại cho các bạn nghe thử. Alo, alo. 1, 2, alo, alo, 2, cả 4 mét nha các bạn, alo, em đứng sát cái mixer nè, nè các bạn nhìn ở đây đó, đâu có xa đâu, lo với dàn máy em cũng gần nhau á, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, Eco lên. Alo. 1, 2, 3, 4. Khoan để em mở 2 mic em test thử coi. Mới test có 1 mic rồi, giờ làm thêm mic nữa. 2 mic mở song song coi nó hú không. Bây giờ em lại em mở 2 mic em test một lượt, thử coi nó có hú không nè các bạn. Mẹ em test vui thôi nha, đừng có chém gió à, không có lại gần lo quá đâu, cũng xa xa chứ không có dám lại gần. Alo, alo. Alo, 1, 2, 4.
6 2 1 1 2 3 1 1 1 2 4 1 1 2 lời gài không được, mở hai mic lời gài không có được các bạn ơi, hú liền. 1 2 4 để em mở một mic em lại gần thử đây nó hú không nha. Một mét nó không hú, hai mét nó hú. Mà mình hát mình cũng xa lo mà mở 2 mic chỉnh vậy là cũng ok lắm rồi. Chứ mình cắt mà nó không hú người ta hát không nổi. Phải cho nó hú nhẹ mới được. Hú nhẹ vậy nó không sao. Alo, alo, alo. 1 1 1 2 2 2 Test 2 mic mà nó không có nhạc á thì nó không hú. Mà có nhạc lên thì nó phải hú thôi các bạn. Để mình thử cái thử khúc remix đây, đánh thử coi nó lực tiếng lực của cái súp ha. Nó lực dữ không? Kéo xuống. Kiếm cái bản remix đây. Sáng quá cô không dám đẩy lớn. Giờ này mới có 7 giờ mấy sáng rồi các bạn. Mình test chút xíu đặng mình còn chạy show nữa. Chứ chưa chưa mình chạy show rồi. Giờ sáng mình test lại. Đẩy giờ vừa thôi, không dám đẩy lớn đâu. Sáng sớm đẩy lớn người ta quở chết. Mình đã từng thành phố và không em ơi, mình từng chung lối khó đó là tiếng cười, mình đã luôn từng nói anh không cần chưa, mình từng thề lòng mình mãi không bao giờ, mà có sao ta giờ đây bước qua đời mơ, dù trái tim ta phải đau nhớ luôn vì nhau, và có khi nào em thấy tiếc nuối vì ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau, ngày đấy xa anh và em. Ngày đấy xa anh và em chúng ta được tiếp nối.
kết thúc video tại đây ha. Mến chào các bạn nha. Chút nữa mình gom đồ, mình còn chạy đi show nữa. Test nhiều đủ rồi đó. Được rồi. Thôi, xin chào các bạn.